Đây đây, để con sờ cho ạ. Rồi, rồi, rồi. À, có rồi. Mẹ ăn cơm ạ. À. Cảm ơn mẹ ăn cơm. Ừ, ăn cơm. Mẹ. Mẹ đừng giận con nữa mà. Gấp cho mẹ cục xương. Xương là phải để ăn ba, để ba thay cho mẹ, thấy chưa? Ừ. Mẹ ơi, mẹ định giận con tới khi nào nữa? Cũng chỉ là xem mặt thôi mà. Không sao đâu con. Tính mẹ con là vậy đó. Chừng vài bữa. Ăn, cầm đũa ăn. Dạ chào cô giáo, tôi nghe đây. Chào cả nhà yêu, con đi học mới về. Cơm đây con. Cơm. Cơm. Ba, anh hai, mẹ. Con có một tin vui muốn báo với cả nhà. Gì? Đó chính là câu lạc bộ của con đã gia nhập thêm được một thành viên mới. Ờ, thế hả? Dạ. Thế chúc mừng con. Dạ. Cuối cùng thì câu lạc bộ của con cũng có thêm thành viên thứ ba. Càng đông người thì mình làm việc càng hiệu quả, hiểu chưa? Tất nhiên rồi ba. Con còn có linh cảm á hả? Lần này là câu lạc bộ của con hoạt động rất là tốt nữa. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chào cô. Ba ơi. Ngon không ba? Ừ, hình như có thành viên thứ tư gọi cho con đấy. Kỳ, từ ngày hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ môi trường gì nữa hết, tập trung học hành cho mẹ. Là sao mẹ? Con có biết anh hai của con á chưa bao giờ xuống khỏi top 5, à không, top 3 mới đúng. Còn con chưa bao giờ ngoi lên được khỏi top 3 từ dưới đếm lên. Nhưng mà con vẫn còn cho anh hai đứa chứ bộ. Trời đất ơi, nói vậy mà con nói được hả? Sao con không giống anh hai con một chút xíu nào hết trơn vậy? Mẹ kỳ quá à. Anh hai là anh hai, con là con. Anh hai thì thích học, con thích hoạt động môi trường. Mẹ so sánh vậy sao được? Muốn hoạt động cái gì, bảo vệ cái gì thì cũng phải học hành cho tốt cái đã. Dẹp hết mấy cái câu lạc bộ cho mẹ. Mẹ, nhưng mà con làm chuyện tốt chứ bộ. Câu lạc bộ của con mới thành lập, chưa hoạt động nữa là mẹ cấm rồi. Kỳ, mẹ không nói nhiều nữa. Tập trung học hành cho mẹ, đó chưa? Còn anh nữa. Nói đi anh em à. Anh không có nhắc nhở con học hành gì hết trơn á. Còn ủng hộ nó làm ba cái chuyện bao đồng không à? Tí nữa nhắc ngay. Ba này. Mẹ nhắc lại một lần cuối cùng. Con không sinh hoạt câu lạc bộ gì hết. Từ nay không đi chơi lêu lỏng, ở nhà tập trung học cho mẹ. Mẹ sẽ canh con 24/24. Khi nào có kết quả học tập thật là tốt, lúc đó mới tính chuyện sinh hoạt câu lạc bộ, đó chưa? Mẹ, ba kỳ quá à. Con nói đúng. Không ai cấm con là sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng mà quan trọng ở đây á là con phải học tập cho thật tốt. Khi kết quả học tập tốt rồi, con thuyết phục được mọi người trong nhà này rồi thì người ta sẽ ủng hộ con đi hoạt động câu lạc bộ về môi trường, thế thôi. Ba không có đổi cho con mà còn nói vậy nữa. Anh hai kìa, anh hai cũng là mẹ giận sao ba không la? Ôi dồi ôi, cái chuyện của anh hai nó khác, của con nó khác, hiểu không? Anh hai, anh là con cưng của mẹ đó, anh nói giúp em đi anh hai. Anh không đỡ được cho cô ở này đâu. Hay là để anh làm gia sư cho em vài buổi được không? Thôi, em không còn đâu. Nhà mình kỳ quá à. Không ai có tinh thần gì hết trơn á. Còn tổn thương ghê luôn á. Nè, có thấy không, phụ nữ nhà này đang áp dụng chế độ giảm cân đấy. Thôi, ăn đi con. Em chào mọi người.
Ủa, anh là nhân viên mới hả? Anh tên gì vậy? Dạ em chào chị, em tên là Quang Khải. Chị tên gì? Ôi, không được, anh đừng có kêu em bằng chị. Em nhỏ tuổi hơn anh luôn đó. Anh kêu vậy là anh tạo nghiệp đó, anh biết không? Ai tuyển đâu ra anh sát ca đẹp trai quá. Chắc là có động lực đi làm mỗi ngày. Để tôi. Ủa, mà anh làm ở bộ phận nào vậy? Rất vui khi được gặp hai chị. Em là trợ lý mới của chị Như. Rồi xong. Có chuyện gì ạ? Thì ý của Oanh nói là không biết duyên phận giữa Oanh và Khải sẽ gặp nhau được bao lâu nữa. Nè, thôi mấy bà, bớt lại đi, thím tém lại. Chào anh Khải. Dạ. Kỷ luật nghỉ việc lần trước của trợ lý chị Như là 3 ngày đó. Hy vọng là lần này anh sẽ trụ lâu hơn nha. Anh ngồi ở đây. Cảm ơn anh. Cũng ngồi đây hả? Ngồi cái bên á. Ngồi đi, ngồi cái. Dạ em chào chị. Cậu Tết rồi hả? Dạ. Đây, chuẩn bị hồ sơ cho tôi đi họp với công ty Muso lúc 9:15. Dạ. Nhớ in ra 3 bản đính kèm với hợp đồng số 218. Cậu cứ hỏi chị Mỹ booking là sẽ có nha. Dạ vâng. Nhớ email cho chị Diễm bên công ty Blue Moon. Mời dự tiệc up máy vào thứ 7 tuần sau nha. Dạ vâng ạ. Với lại hỏi anh Lê Minh là có phản hồi gì về bộ phim 180 phút vừa rồi hay không. Tạm thời như nhiều đó việc thôi. Dạ. Tôi nghe nè. Rồi, tôi biết rồi. Email liền. Dạ, vâng ạ. Trợ lý mới của Như hả? À, tính cô Như lanh lẹ vậy đó. Nhưng mà làm việc với Như thì học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Dạ. Tiếc là giới trẻ bây giờ ít kiên nhẫn quá. À quên, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Long, điều hành một team sản xuất của công ty. Dạ vâng, em chào anh. Tí nữa có chuẩn bị dự án của bên Muso á thì nhớ hỏi bản dự toán kinh phí nha. Dạ. Bởi vì chị Mỹ hay quên điều đó lắm. Dạ vâng, em cảm ơn. Cố lên nha. Dạ vâng ạ. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.